Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là người lạ. Trong video này mình sẽ làm về một bộ sưu tập giày mà nó có màu đỏ là màu chủ đạo như thế này. Nhớ đến thời điểm cách đây năm ngoái thì mình cũng có cơ hội được làm cái bộ sưu tập này nhưng của năm 2018. Bộ sưu tập ngày hôm nay sẽ là của năm 2019. Đó là bộ sưu tập Chinese New Year, tức là năm mới âm lịch. Thì cũng trong video lần trước mình có nói là đúng ra là mình thích cái từ Lunar New Year hơn là Chinese New Year, tại vì đâu phải có mỗi người Trung Quốc là đón Tết âm lịch đâu. Ngoài ra còn có người Việt Nam và mình nghĩ là còn có một số người ở nơi khác nữa, ví dụ Singapore chẳng hạn, ví dụ thế. Thì trong video ngày hôm nay mình cũng lại mượn được ba đôi giày trong bộ sưu tập CNY là Chinese New Year tới từ Adidas. Họ đã phát hành, thực ra là trong bộ sưu tập của năm nay có nhiều mẫu hơn nhưng mà mình mượn ở đây được chỉ có 3 mẫu thôi. Năm ngoái thì mình mượn bộ ba sưu tập Chinese New Year năm 2018 ở trạm Tabo. Năm nay cũng thế. Năm nay thì cũng là cái bộ sưu tập năm mới, cũng mượn từ trạm Tabo luôn. Và mình có 3 mẫu giày như sau. Về cách đóng hộp của cả ba mẫu này thì nó đều có màu đỏ chủ đạo và ngoài màu đỏ ra chúng ta còn thấy có màu vàng nữa. Hai màu này sẽ là hai màu rất rất tượng trưng cho văn hóa năm mới của người phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Chúng ta sẽ có bên trong đôi này sẽ là đôi đầu tiên thì nó là một đôi Adidas Superstar. Năm ngoái mình cũng làm cái đôi như này rồi thì năm nay nó sẽ có màu đỏ với màu trắng như thế này. Đây là đôi màu trắng thì họa tiết màu đỏ nó sẽ có ở phần ba sọc cùng với đó là gót. Năm nay thì các bạn thấy được là cái linh vật trên những đôi giày này năm nay nó là một cái mặt rồng. Mặt rồng này thì biểu thị cho sự may mắn, thịnh vượng và khỏe khoắn của người phương Đông, ai cũng biết rồi. Nhưng mà năm nay là năm con lợn thì đáng ra là phải có hình thù gì đó nó giống con lợn hoặc là con lợn được in ở đâu đó, mình nghĩ là dễ thương hơn. Nhưng mà Adidas không chọn cách là dùng nhân vật con lợn đó mà họ đã dùng cái mặt rồng như này ở trên các chi tiết. Ví dụ ở gót đây một cái, hoặc là chúng ta còn thấy nó nữa là ở đâu ta, ngoài này không có nhưng mà hơi khó nhìn thì nó có được in chìm ở phía mặt bên trên cái hộp như này. Lát nữa nhìn gần hộp hơn các bạn mới thấy được chứ ngoài này không có. Ok, tiếp theo thì sẽ là một đôi giày này. Cái đôi Superstar này thì nó tượng trưng cho những cái đôi giày mà nó sẽ tương đối là kiểu cũ và cổ điển. Superstar thì cái đôi tiếp theo này là một cái đôi mà rất là hiện đại, đó là Adidas NMD R1, là R1 trong một cái hộp được y hệt như này luôn. Và trong hộp này thì chúng ta sẽ có cái này. Thì thực ra là cái hộp này cũng sẽ có thôi. Cái hộp của Superstar này cũng có cái miếng đó thôi. Đây, cái miếng này. Thì cái miếng này nó là miếng gì ấy? Thì lát nữa mình sẽ mở cho bạn cùng xem. Lát nữa mình sẽ nói sau về miếng đó. Nhưng mà tiếp theo thì cái nhân vật này hiện đại hơn một chút là đôi R1 này. Tại vì R1 mới được ra mắt gần đây thôi. Thì đôi này nó không phải màu trắng mà nó sẽ có màu đen. Các bạn có thể thấy được đó là chúng ta vẫn sẽ có phần họa tiết màu đỏ để biểu thị cho năm mới ở bằng cách là sẽ có phần ba sọc này, cái logo Adidas ba lá này và đằng sau chúng ta cũng có hình mặt rồng đó được thêu lên cái miếng da phía gót sau này. Và đây là một đôi giày đen hết, có boost đen luôn, khá đẹp, cũng khá đẹp. Lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn về cái đôi R1 này tại vì thấy nó hơi lạ lạ một chút. Và đây là đôi thứ hai thì nó là R1. Đôi cuối cùng là đôi mà mình thấy là mình cũng có cảm hứng nhiều nhất và mình cũng thích nhất trong bộ ba ngày hôm nay. Thì như bạn thấy thì chúng ta sẽ có một cái hộp mở ra như này. Và cái đôi này thì không biết là chữ Trung Quốc này gì, bạn nào biết đọc thì bảo mình với. Thì chúng ta sẽ có một cái đôi đó là Adidas Solar Hu Glide. Đây là một đôi là làm trên cái kiểu như cái form của Solar Boost. Thì chúng ta sẽ có một cái đôi mà đây là đôi Adidas collab với lại Pharrell Williams. Hu mà, human made. Thì chúng ta quá quen với từ Hu này rồi. Và tất cả những sản phẩm nào đó mà có chữ Hu này thì nó đều đắt cả. Cái đôi này là một cái đôi mà có màu chủ đạo là đen và đỏ. Ngoài ra có một điểm nhấn màu vàng ở đây, ở gót, và một vài đường kẻ màu vàng, chi tiết phản quang màu vàng nữa. Cái đôi Solar Boost này là một cái đôi mà mình cảm thấy khá hay tại vì nó có một đặc điểm gì đó tương đối giống Ultra Boost. Tuy nhiên thì nó cũng có những đặc điểm riêng mà khiến cho mình cảm thấy là mình thích hơn ở Ultra Boost một vài điểm. Đương nhiên Ultra Boost thì nó vẫn hoàn thiện nhất. Thế nhưng mà đôi này không hề tồi một chút nào luôn. Thực sự không hề tồi một chút nào luôn. Đôi này cũng là một đôi có phối màu rất là đẹp. Và mình nói với các bạn khá nhiều lần trong nhiều video rồi, đó là bất cứ phối màu nào có màu đen đỏ nó đều đẹp. Đấy là đối với mình thôi. Còn trong ba đôi này thì không rõ các bạn thích đôi nào nhất. Nhưng mà cũng để cho bạn xem luôn về ba đôi có mặt ở đây ấy, thì như mình đã nói thì bản thân mình thích nhất là cái đôi
Solar Hu Glide Chinese New Year này. Còn hai mẫu còn lại thì đều được cả, nhưng mà mỗi người sẽ thích theo một kiểu. Ví dụ rằng chúng ta sẽ có một mẫu cổ điển, một mẫu hiện đại và một mẫu thì có một sự collab, thì ba mẫu này là tương đối ok. Một cái trắng, một cái đen, một cái đỏ, ý là màu chủ đạo ấy. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào cả ba mẫu này cho bạn cùng xem. Mình thấy là ba mẫu này nó cũng đều đẹp cả và nó đều mang hơi hướng rất năm mới. Mặc dù đây không phải là thời điểm năm mới, nhưng mà nói thật nhá, những cái mẫu như này ấy, đi kiểu gì vẫn cứ đẹp, không liên quan đến việc năm mới hay không. Tại vì cái sự kết hợp màu sắc của nó là quá tuyệt vời. Và ví dụ như Superstar này, bạn nào bạn ấy chán cái phần là dây giày màu trắng xong rồi ba sọc màu đen và ba sọc màu xanh hay gì đó, rõ ràng cái sự kết hợp đỏ trắng này cũng chưa bao giờ là lỗi thời cả và nó vẫn rất đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cả ba đôi ngày hôm nay. Mình đã bỏ lại cả ba đôi hộp vào trong giày để bây giờ chúng ta sẽ mở lại từ đầu. Và cái biểu tượng mặt rồng ấy thì như mình đã nói ngay từ đầu thì nó được in chìm như thế này. Và bây giờ bạn có thể nhìn thấy rõ hơn được đúng không? Nó được giật chìm phía trên mặt hộp và chúng ta sẽ có một cái hộp mà dạng rút. Thì trước khi rút mình sẽ cho bạn xem về thông tin của nó đã. Đây, thông tin về phía này thì với Superstar này mình sẽ có size của mình luôn là 8, 41 1/3, 26 cm. Mã là G27571 và làm tại Indonesia. Và mở ra thì đương nhiên chúng ta sẽ rút rồi. Đó, như bạn thấy thì chúng ta sẽ có cái biểu tượng đầu rồng đó nằm trên một cái túi. Và cái túi này chính là một dạng túi rút. Tức là như nào? Tức là đây, nó sẽ mở ra nó sẽ như này. Đó, khá rộng đúng không? Nó như là một cái túi rút vậy. Và nó là một cái túi rút. Nó là một cái túi rút thì khi mà rút chúng ta sẽ rút như này. Đó, chúng ta muốn đựng cái gì đựng. Sau đó sau khi rút vào chúng ta sẽ buộc nó vào. Buộc nó vào để xách đi. Kiểu kiểu thế, có ảnh hình dung được không? Mình khá thích họa tiết theo này. Nhìn khá đẹp đúng không? Rồi. Bên trong thì chúng ta sẽ có một đôi giày và đây là chiếc bên chân trái. Nó thật là phần phối màu khá là đẹp. Và bên dưới đế thì nó vẫn như vậy. Đó. Cái phần tem này nó sẽ có màu vàng. Và đây là chiếc bên chân phải thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cặp dây có màu đen nữa. Nhưng mà vì màu đen đỏ này nó sẽ không ăn nhập lắm với lại đôi giày màu trắng đỏ này, cho nên nếu là mình sẽ giữ nguyên cặp dây đang có ở bên trên. Và bên dưới thì chúng ta sẽ có dây gói nó sẽ màu này. Khá lạ. Đôi giày tiếp theo thì sẽ có hộp y hệt luôn, đây là đôi NME và thông tin của nó thì có ở phía mặt như thế này. Đôi R1 này thì có hình ảnh luôn ở đây, cũng size mình luôn và 26cm. Đôi này hay là Superstar đi nữa thì đều giống size của nhau, tức là các bạn chân bình thường thì đi true size, còn chân bé múc thì mới cộng thêm nửa size thôi. Đôi này thì làm tại Việt Nam và dạng cũng là dạng hộp rút như vậy luôn. Đó, chúng ta có được tặng một cái túi rút giống hệt như ban nãy nữa, có sticker của trạm Tabo này. Có một cái túi rút như này. Đó, và bên dưới thì đây là chiếc bên chân trái. Nó sẽ có màu đen đỏ. Hơi tối một chút nhưng lát mình sẽ quay cụ thể hơn. Đây là chiếc bên chân phải. Và chúng ta cũng được tặng kèm thêm một cặp dây đỏ đen. Chính vì đôi này nó đen sẵn rồi cho nên là nếu là mình sẽ dùng cặp dây này để nó có điểm nhấn, thay vì cặp dây mà đen tuyền như là nó đang được buộc sẵn. Và cái dây gói nó cũng y vậy luôn. Đây là đôi cuối cùng của chúng ta. Và họa tiết này thì mình chưa biết đọc, nhưng mà các bạn nào biết thì bảo mình với. Chúng ta sẽ có một vài họa tiết khác, ví dụ ở đây sẽ là Adidas này, cái ba sọc này của Pharrell Williams. Thì bình thường chúng ta thấy Adidas với ba sọc, nhưng cái sọc cuối cùng này viết thành tên. Đó. Và những mặt khác thì chúng ta sẽ có thông tin như sau. Thông tin thì đây chính là Solar Hu Glide M CNY và size cũng là size mình luôn, 8, 7,5 và 26cm. Đối với đôi giày Solar Boost thì mình nghĩ là các bạn nên chọn size giống bình thường, tức là chân bình thường thì đi true size, còn chân bé boost mới phải cộng. Chứ bình thường Ultra Boost là đã phải cộng rồi, nhưng đôi này mình thấy là không phải cộng. Đi bình thường thôi, không cần phải cộng size đâu. Và made in Việt Nam. Đó. Mở thì không phải rút mà chúng ta sẽ mở nắp ra như thế này. Đó. Và bên trong thì đây sẽ là hai chiếc giày. Chiếc bên chân trái đây. Mình thấy là đẹp, không biết các bạn thấy như nào. Và đây chiếc bên chân phải thì chúng ta cũng sẽ được tặng kèm thêm một cặp dây, nhưng nó là cặp dây màu đen. Thì mình thấy là không biết các bạn thích cặp dây nào, nhưng mà nếu là mình sẽ giữ nguyên cặp dây này. Kiểu như vậy. Rồi. Đôi giày đầu tiên mình muốn nói đến thì sẽ là đôi Superstar này. Và các bạn thấy đôi siêu sao của mình nó sẽ có phần upper nó sẽ có màu trắng hơn, còn phần bên dưới thì nó sẽ có màu trắng đục một chút, hơi đục một chút. Và đặc điểm thiết kế này thấy nhiều lắm rồi. Cả cái mũi vỏ sò này cũng hơi trắng đục một chút. Thì nói chung nó chả có gì để nói nhiều đâu. Đây là đôi sử dụng da của những bạn Superstar bình thường, nó không nhăn lắm. Và ba sọc này sẽ là ba sọc bằng vải có răng cưa bằng da, vải có răng cưa da và nó màu đỏ. Đó. Bạn nghe không? Đó, chúng ta sẽ có hai hàng lỗ như bình thường luôn. Bên này cũng y hệt như vậy và dòng chữ Superstar màu vàng đúng như bình thường vẫn có. Cái con tem ở trên lưỡi này bằng vàng vàng sáng hơn một chút so với tem vàng chúng ta vẫn thấy.
Và dây thì như này. Phần dây các bạn thấy được ấy, nó là một cái dây dẹt. Tuy nhiên thì ở hai đường viền của nó sẽ có màu đỏ. Và ở Aclet này là đầu dây thì sẽ là đầu dây vàng kim loại, khá đẹp và sang chảnh. Đó. Có một vài đặc điểm khác, ví dụ như các bạn thấy được ở gót này, chúng ta sẽ có mặt rồng được thêu ở trên một miếng vải màu đỏ, được thêu nhé, trên miếng vải, đây là vải chứ không phải da. Đó, và ngoài ra thì cái lót này là đen tuyền luôn, đen hoàn toàn luôn ấy. Đấy các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có một cái lót vẫn tới Autoline nhưng mà nó đen nhánh luôn. Còn cái đầu rồng thì nó được in đỏ, đỏ bóng. Đó, lót bình thường, mặt trên thì đen thôi. Đó, khá đẹp. Về con tem thì nó đặt ở đây. Và cách chọn size thì mình cũng đã nói với các bạn rồi, choose to size, kiểu như thế. Đôi này cũng đơn giản thôi, không gì để mô tả nhiều. Tại vì những cái khác biệt của nó ấy, thì chủ yếu đến từ cái việc chúng ta sẽ có một cái dây có đường viền màu. Và ở gót này theo đầu rồng, cùng với đó một vài chi tiết mình cũng đã nói rồi. Đôi tiếp theo ngày hôm nay sẽ là đôi NMD-R1 NMD-R1. Và đôi R1 này là một đôi R1 mới, cho nên là nó sẽ dùng boot dạng vảy cá, bạn thấy không? Dạng vảy cá, tuy nhiên được sơn đen hết rồi. Tại vì đảm bảo cho cái sự đồng bộ về màu sắc, cả mấy cái cục này màu đen hết luôn. Đây đen, hai cục còn lại này đen. Ví dụ là mình ấy, thì mình lại thích rằng là, ví dụ rằng mình sẽ biến cái này thành một cái này thành màu đỏ này, hoặc một cái này thành màu đỏ này, hoặc một cái bên trong thành màu đỏ này. Chứ nếu mà cả ba cùng đen thì nó hơi chìm một chút. Mặc dù chúng ta vẫn sẽ có điểm nhấn, đó là ba sọc hơi bóng lên một chút màu đỏ phía bên hông này, nhưng mà điều đó chưa phải là cái gì nó quá là nổi bật lắm. Ngoài ra thì chúng ta thấy được là cái logo ba lá trên lưỡi gà này cũng sẽ có màu đỏ đó, và bên này đỏ như vậy. Và điểm nhấn cuối cùng và cũng là đẹp nhất chính là cái phần mặt rồng được thêu ở cái miếng kiểu đây, như kiểu là một miếng da new bức ở cái mặt sau này. Bình thường đây là một cái miếng nhựa nhưng bây giờ nó sẽ là da để thêu được cái đầu rồng lên. Còn lại nhiều tô khác thì nó chính xác là một đôi R1 hoàn toàn bình thường khác. Nó sẽ có phần boost vảy cá, sẽ có hai cục bên ở má ngoài và một cục ở má trong, kiểu như thế. Còn lại thì tem thì đương nhiên là vẫn thế, nó vẫn được đặt ở phía bên trong góc này. Và đôi này thì nó vẫn không có lót, tuy nhiên thì không có lót nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy đầu rồng bên trong này, đúng không? Vẫn nhìn đầu rồng và nó không bị lộ ra phần boost nào cả. Nó được phủ lên một cái lớp gì đó, vẫn nhìn đầu rồng ở trong. Đó, đơn giản thôi, đôi này mình cũng mô tả rất nhiều rồi. Chất liệu bên trên này của nó thì không phải là prime knit. Nó là một cái loại vải giống như vải mesh của ngày xưa bình thường. Và những đôi của Adidas và nó có màu đen ấy, thì đặc biệt là nhìn thừa keo khá là nhiều. Nhìn thừa keo khá nhiều, bạn thấy không? Chúng ta vẫn thấy cái điều này quá nhiều rồi. Đặc biệt là những đôi màu đen nó càng dễ lộ ra hơn. Đó, nhìn cũng đẹp, cũng được. Bạn nào thích màu đen thì đôi này ok. Đôi cuối cùng là đôi đẹp nhất, đó là đôi Solahu. Và như bạn thấy thì chúng ta sẽ có phần màu sắc chủ yếu sẽ là màu đỏ. Và đây là chiếc bên chân trái thì nó sẽ có một họa tiết này, hình như là cái này họa tiết là Trung Quốc đúng không? Nhưng chiếc bên chân phải thì nó sẽ có họa tiết chữ Hu. Các bạn thấy không? Nhìn rất đẹp, họa tiết Hu nếu đi như này. Thực sự đôi này outfit đẹp cực luôn. Đôi này ấy, tiếp tục mô tả đi, thì mình sẽ có như sau. Đầu tiên là cái đôi Solahu này nó không có vải prime knit mà nó là một cái loại vải, nếu mình nhớ không nhầm thì tên viết tắt của nó là TFU, một loại vải khiến cho là cái đôi giày này nhẹ hơn rất nhiều và thực sự nó nhẹ hơn Ultra Boost khá nhiều luôn. Đôi giày này thì nó sẽ có đặc điểm giống Ultra Boost, đó là nó sẽ có một bộ đế full boost như thế này, khá nhiều cái phần boost ở đế giữa. Đấy là một. Thứ hai là đế ngoài cũng tới từ Continental, và đế ngoài này nó khác đi một chút, là mình cảm giác là đế ngoài này nó giống với lại Ultra Boost 19 hơn là kiểu giống với lại Ultra Boost bình thường. Còn Torsion System thì nó vẫn là một cái khung nhựa cứng, tuy nhiên thì hình thái thiết kế của nó cũng khác đi. Màu vàng này rất là đẹp, màu vàng này theo kiểu rất là kiểu năm mới luôn. Đây, cái khung vàng này, màu vàng đó có cả những đường viền này nữa, có ở chi tiết phản quang này nữa, cái này phản quang nhé, miếng này là miếng phản quang này, và cả những đường kim tuyến óng ánh ở đây nữa, màu vàng đó là khá là đẹp. Ngoài ra thì bên hông này chúng ta sẽ có những cái phần màu đen được ánh lên bởi những cái ô kiểu như ô nó được đan xen ấy, kiểu thế, ánh lên rất là đẹp. Và màu đen này thì nó là một cái loại vải, nó là một cái loại vải dệt kiểu gì ý. Còn loại vải dệt này cũng theo một kiểu khác, nói chung là nó không kiểu đi đôi này nó không bị bí bích quá giống Ultra Boost. Đi Ultra Boost thì chúng ta sẽ bị nó áp chặt vào mu bàn chân cũng như hai bên chân, nhưng đôi này thì không, đôi này thoải mái hơn khá nhiều. Đây đen này, đây vàng này, và đỏ thì có cả phần heel cup này. Chỗ này chúng ta sẽ có nguyên tố con người này, khu trong một cái tam giác, và đằng sau thì nó là đằng sau một cái miếng đỏ bình thường. Đó, nhìn cũng đẹp, những chi tiết họ làm rất là tỉ mỉ. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái phần khung để cố định, có một phần kết. Nhưng mà cái phần đen đen này, cái chất liệu của nó không phải là nhựa TPU cứng đâu, mà nó giống như kiểu là nhựa trên mấy cái cục của NMD kia ấy, kiểu thế. Bên này cũng có luôn, bên này thì nó kéo một chút như này. Đó, và đây là đặc điểm thiết kế mà dễ thấy trên Solar Boost.
kiểu như vậy. Cái phần cổ này thì nó hơi hẹp một chút, nó cũng giống Ultra Boost luôn. Và con tem đặt ở đây, con tem đặt ngay hông phía này. Và lót bên trong cũng là một đặc điểm mà mình thích. Lót của Ultra Boost thì nó khá là mỏng và nó kiểu như là nó không áp vào bàn chân lắm, nhưng lót này thì nó không dày nhưng mà nó được vuốt lên như này để chân đi nó cảm giác nó phù hợp hơn. Các bạn nhìn không? Nó có thành khá là cao, kiểu thế. Chữ Boost ở đây, bên dưới nó như này. Đó. Không những mình thích đôi này ở phần phối màu của nó mà là còn thích nó ở cả cảm giác đi nữa. Solar Boost là một đôi giày mà nó nhẹ hơn Ultra Boost là một. Thứ hai là nó không bị bó quá nhiều vào, tại vì cái vải dày Primeknit của Ultra Boost là hai. Và thứ ba nữa là on fit của nó cũng chẳng kẹp, đẹp chẳng kém gì so với lại Ultra Boost, kiểu như vậy. Thì rõ ràng đây là một đôi có sự lựa chọn không hề tồi một tí nào nếu mà các bạn thích. Và ngoài ra thì đôi này có những họa tiết mà đi trên chân rất đẹp và on fit nó cũng rất đẹp. Bây giờ mình sẽ đi thử cả ba đôi trên chân cho các bạn cùng xem. Thì rất may mắn là ba đôi này đều đúng size của mình luôn. Thật sự là như vậy. Đó.